Chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với chuỗi video hướng dẫn của game 100 trong nhóm Mẹ học tiếng Anh vì con. Hôm nay mình rất hân hạnh được đồng hành với mọi người trong bài Picking a Flower. Mình cùng bắt đầu luôn nhé. Với câu đầu tiên, the flowers are beautiful. Mình sẽ có từ đầu tiên là the, lưỡi đưa này, rung cổ họng này, the, ok. Từ tiếp theo có hai âm tiết đầu tiên là flower, âm tiết thứ hai là và đây là số nhiều cho nên là mình có thêm z. Flowers, cái âm l chúng ta sẽ đọc nhanh nhé, l nhanh hơn nào, flowers, ok. R cong lưỡi nhá. Từ cuối cùng nào, beautiful, trọng âm rơi vào âm đầu tiên cho nên mình sẽ đọc cao âm đầu tiên nhá, là beautiful, ok. Nhưng ở đây có t, nó kẹp giữa hai nguyên âm nên nó sẽ có xu hướng đọc thành âm d trong âm Anh Mỹ nhé. Mình sẽ đọc là beautiful, ok. The flowers are beautiful. Trong câu này thì sẽ nhấn mạnh vào chữ flowers và nhấn mạnh vào chữ beautiful. Còn những âm khác mình sẽ đọc nhẹ đi nhé. The flowers are beautiful. Tiếp tục với câu số 2 nào. It's better just to look at them. Với từ này, it's khá là dễ dàng rồi. Tiếp theo, better có hai âm tiết. Âm tiết đầu tiên là bet. Âm tiết thứ hai là t. Better. Trọng âm rơi vào âm đầu tiên cho nên mình sẽ đọc là better. Tương tự với từ beautiful, chúng mình cũng có t bị kẹp giữa hai nguyên âm như thế này. Mình sẽ có xu hướng đọc thành d trong âm Anh Mỹ nhé. Better. Rồi, âm tiếp theo nào. Just to look at. Chỗ này sẽ nối âm nhé. Look at. Rồi, âm từ cuối cùng nào. Them. Lưỡi đưa ra bên ngoài nhé. Look at them. It's better just to look at them. Ok, mình cùng tiếp tục nào. Câu tiếp theo. Picking flowers is not good. Ok, với từ đầu tiên sẽ có hai âm tiết nào. Picking. Và âm tiết trọng âm rơi vào âm đầu tiên cho nên mình nhấn mạnh âm đầu tiên nhé. Picking. Rồi. Flowers. Mình vừa nói ở trên rồi nhé. Is not good. Picking flowers is not good. Câu tiếp theo nhé. I want to give you a gift. Ok, mình cùng xem nào. I want to give. Chỗ này chú ý âm cuối cùng nhé, nó là give. Với âm v mình phải rung cổ họng này, chạm nhẹ răng vào môi này, give. Ok. You. Chỗ này cũng có nối âm nhé, mình sẽ nói là give you. I want to give you a gift. Trong đó từ gift nó có cái âm cuối hơi đặc biệt, nó là kết hợp giữa hai phụ âm đấy, hơi ra nhá. Gift. Ok, gift. I want to give you a gift. Rồi, trong văn nói ấy, thì nhiều người hay nghe cái từ want to này thành wanna. Đọc nhanh, đọc tắt thì nó sẽ là như thế nhá. I wanna give you a gift. Ok, mọi người đọc theo cách nào cũng được. Tiếp tục nhé. Câu tiếp theo nào. Oh, that's sweet. Ngọt ngào đấy. Rồi. Rung cổ họng nào. That's sweet. Sweet. Khi mà trong file nghe nói nhanh ấy thì mọi người ít khi nghe thấy là that's.
sweet, mà chúng ta sẽ lược bỏ bớt một âm s đi nhé. Oh, that's sweet. Oh, that's sweet. Đó, lược bỏ bớt nhé. Mình không đọc cả là oh, that's sweet. Nghe nó không nhanh và nó không vần được với nhau. Rồi mình tiếp tục nhé. It's more thoughtful. It's more thoughtful. Rồi, từ đầu tiên là it's dễ dàng rồi đúng không? More, cong lưỡi nào, âm r nào. More, từ này nhá, từ này rất phiên âm rất là ngắn luôn. Rồi, nó sẽ có hai âm tiết đầu tiên là thought, thought, thought. Này, âm này chúng ta đưa lưỡi ra bên ngoài và đẩy hơi đúng không? Thought, thought, thought. Mình làm chậm thôi, không cần làm nhanh. Thought. Rồi, âm tiếp theo nào. Full, full, full. Ok, trọng âm rơi vào âm đầu tiên, mình cứ đọc chậm thôi. Thoughtful, thoughtful, thoughtful. Đọc nhanh hơn nào. Thoughtful, thoughtful, thoughtful. It's more thoughtful. Ok. Rồi, tiếp theo nhé. Đó là nó hơi đảo lộn trật tự từ một tí, nhưng không sao cả. Guess what? Guess. Guess what? Guess what? You can draw it. Draw it. Draw it. Rồi, cái từ draw này, cái âm d, r. Mình không đọc là draw, mà mình sẽ đọc là d, r. Nhanh hơn nào. Draw. Nhanh nữa nào. Draw. Nhanh siêu tốc độ nào. Draw. 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 Draw, khẩu hình miệng nhớ mở với âm O, mở chiều dọc nhé. Draw, draw, draw it, ok. On a piece, piece of, âm V này, of paper. Trọng âm rơi vào âm đầu tiên nhé. Rồi, âm này nhiều người hay đọc hay nhầm với âm B, B. Thì hai âm này các admin đã phân tích rất là nhiều lần rồi này. Nó là âm vô thanh, mình sẽ đọc là pay, pay. Âm tiết thứ hai là p, 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 paper, paper, paper. Trọng âm rơi vào âm đầu tiên nhé. Rồi, về cả từ này mình đọc cái nào. Guess what, you can draw it on a piece of paper. Và câu cuối cùng mình vừa dạy ở trên rồi nhé. Đó là it's more thoughtful. Ok, vậy là chúng mình đã tìm hiểu xong toàn bộ nội dung của bài này rồi. Chúc các mẹ luyện tập và học bài thật là tốt nhé. Bye, see you next time.